Alo, xin chào tất cả mọi người. Mình sang kỹ thuật số 5 là kỹ thuật ngắt bột nha mọi người nha. Đấy, kỹ thuật ngắt chứ không phải là kỹ thuật chắn. Kỹ thuật ngắt bột chứ không phải là kỹ thuật chắn bột mà mình nên nhớ. Chắn bột thì là khi mình đắp xong rồi thì mình mới chắn vào, được chưa? Còn ngắt bột là khi mình dàn bột và mình ngắt nó luôn. Đây, ví dụ mình dàn bột nó ra. Ví dụ mình dàn bột ra này. Ví dụ mình dàn bột ra này. Nghiêng trái đập phần số 2 đúng không? Thì khi mà mình kéo phần số 2 này mà nói thấy nó thừa này thì mình ngắt bột này. Thì là nó đủ. Mọi người hiểu chưa? Hiểu cái kỹ thuật ngắt bột đó không? Rồi, ngắt bột thì là để làm gì? Để không bị thừa đúng không? Và ngắt bằng cái gì? Đúng, chính xác. Đấy, đó gọi là quan sát. Tức là khi mình xem thì mình phải quan sát được là mình người ta sử dụng như thế nào và ngắt góc bao nhiêu. Ngắt góc bao nhiêu? 90 độ. Gần như là 90 độ đấy, gần như là 90 độ. Gần như là 90 độ. Tại vì là góc 90 độ thì nó mới đứt được. Ví dụ như này, góc 90 độ này thì ở đây nó mới đứt được này. Nhưng mà ngắt ở đâu? Cuối móng. Sai. Gần cuối móng. Đó mới là bí kíp. Chứ thì không phải là nhìn mà làm theo đâu. Nhìn mà làm theo đâu. Nhìn mà người ta còn chia sẻ. Mà chia sẻ nhiệt tình này. Thì mình mới hiểu được này. Rồi xem này. Chứ không phải là cứ nhìn là xem được đâu. Cứ nghĩ là xem video là học được đâu. Xem phân tích thì mới hiểu được. Theo luồng. Nó cứ theo luồng này. Còn mình xem video này. Xem được đến đoạn phút thứ 5 rồi. Bắt đầu làm cái gì đó. Làm cái gì đó. Xong lại quay lại. Là nó sẽ không để ý được. Đã xem là xem liền mạch luôn thì nó mới hiểu được, nó mới theo guồng được. Rồi ok này, xem này. Đúng không? Dìu bột ra này đúng không? Thừa này đúng không? Nhưng mà đừng có ngắt ở đây đúng không? Mà ngắt ở trong này này. Đấy. Thì tí nữa cái bột ở trên này này là hắn dàn ra là vừa này. Đấy, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ngắt ra ngoài này thiếu một tí để khi mình vuốt ra cái bột nó vừa khắm luôn. Đấy, mọi người hiểu chưa? Đấy, đây cũng là kỹ thuật. Thì khi mà mình đắp thì mình phải có kỹ thuật. Tức là luyện từ đâu? Luyện từ từng kỹ thuật, từng kỹ thuật. Sau đó mình khi mình đắp bắt đầu mình mới ghép lại. Kỹ thuật 1, kỹ thuật 2 dùng để đắp phần số 1. Kỹ thuật 3 dằm bột đúng không? Dùng để đắp phần số 2 đúng không? Kỹ thuật 4 vuốt bột dùng để đắp phần số 3 đúng không? Kỹ thuật 5 dùng để làm phần số 1, tức là khi mình đặt bột xuống cái mình ngắt, hoặc là khi mình nhóm phần số 2. Khi mình nhóm phần số 2 đó mình ngắt, đúng không? Đấy. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Cái kỹ thuật này nó hơi ngắn, nhưng bây giờ mình sẽ chỉ lại thêm một tí nữa, tại vì là ngắn quá thì mình chỉ kỹ hơn một tí. Đây mình xem này. Ví dụ cái form mà vuông thì mình chỉ cần ngắt ở giữa thẳng, đúng không? Nhưng form tròn thì là mình ngắt như thế nào? Mình ngắt chéo, ngắt giữa. Nó là ba thao tác. Mình dày thì là quá kỳ rồi đúng không mọi người? Tí nữa mà có nước thì kỳ hơn nữa này. À quên. Này, xem này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Rồi bắt đầu mình mới vuốt. Mọi người hiểu cái kỹ thuật ngắt bột chưa? Làm lại cái phong tròn này. Tháo rồi. Sợ rồi. Này dính tí sợ rồi. Còng. Này dính tí đây sợ rồi này. Giúp thầy tháo liền. Đây mọi người xem này. Tròn này, được chưa? Đặt lên này. Nhún này. Kéo này. Nghiêng trái, đập. Đập này. Đấy. Đấm vô đâu. Nghiêng trái này, nghiêng phải này. Thấy chưa? Mọi người hiểu chưa? Giống kiểu nhóm bối dừa rồi mới ngắt thẳng thôi. Chính xác. Nhưng mà nhóm xiết. Xiết bối dừa rồi mới ngắt. Nhọn đứa anh. Mọi người hiểu chưa? Nhọn cùng đứa. Nhọn cùng thừa. Nhưng mà nhọn thường không ngắt bột thì đâu có thừa mấy đâu. Thừa là mình vuốt ra. Nhọn là vuốt ra. Còn phong nhọn là thường là thừa là vuốt ra luôn chứ cũng không thừa. Ok này. Phong thẳng, phong ngang đúng không? Là mình ngắt thẳng đứng một cái thôi, nhưng phong tròn là mình kéo trái kéo phải xong ngắt. Mọi người hiểu chưa? Ok, sang kỹ thuật tiếp theo là kỹ thuật chắn bột. Mọi người xem kỹ thuật chắn bột nha mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Thái Phan.